sáng nay mà bà con cô bác ghé qua cái quán bò né hành nha bà. Ba mẹ gọt kia một phần thập cẩm đặc biệt. Thì nó gồm có đầy đủ hết. Cái gì này, có cái thanh này nữa nè. Chắc nữa ăn là biết. Ngoài ra còn có miếng này nữa. Không biết miếng này miếng gì luôn. À, kinh quá. Rồi, để đây tạm đỡ đây đi. Rồi. Dĩ nhiên bò né là nó sẽ có bò. Bò thịt bò, nó không phải bò bít tết đâu thôi. Bò này nó giống như bò xào vậy đó. Trứng ấp la, pate, phô mai, thịt nguội. Ăn đây này, đây là hai lát nè. Đó, chả lụa nè. Rồi thêm chả gì nữa nè. Ghép la, rồi. Ngoài ra họ cho mình chén nước tiết. Ở đây nó nổi tiếng là do nó có nước tiết này rồi coi. Rồi, quán đây. Ăn rồi bác xem ha. Xin thưa bà con cô bác, ba mẹ cô vừa mới ăn cái bò né xong. Thì nó nằm ở trong đường này là đường số 22, đường số 3. Thì thường ngày ba mẹ cô khởi hành trên những cái con đường lớn thì chắc các cô bác quen rồi. Hôm nay ba mẹ cô lại khởi hành ở trong một cái con đường xíu như thế này. Đường này là đường local nha các bạn. Bên kia cái trường quốc tế ngôi sao gì đó, khách sạn Đại Lạt nè, massage gội đầu cắt móng, cắt móng tay cũng cần có người cắt nha bà con. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của bà Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ tư, đúng rồi, thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư. Bây giờ là 8:45 sáng. Hôm nay bà Michael đi hơi trễ, tại có nhiều việc cần phải giải quyết. Rồi. Hôm nay ba mấy cô mà thôi đi. Rồi. Hai nói chung là ba mấy cô bệnh xíu việc. Đây là đường số 7 đường Vành Đai Trong nè. Đầu năm học vô nó hơi lu bu một chút. Lu bu mấy chuyện học hành. Rồi đây là cháu Tổ Yến. Cô Lâm Nguyên, ông Bầu và cô Lâm Bầu. Nói là cô Lâm Bầu này cũng mặn dữ lắm nè. Ba mẹ cậu chưa uống cà phê ông Bầu ha. Thì mình quay lại mình uống không? Để ba mẹ cậu quay lại và mình mua một ly cà phê ông Bầu uống thử coi nó ngon không? Chưa uống Bầu lần nào hết. Ông Bầu này là của ông Gạch Đồng Tâm đó bà con. Đường ngoài là đường lớn, vô trong này là đường local ha. Ôi trời. Bà con có bác thấy không? Mình đi đường này. Đường trong local này thì nó trong mấy đường này nó cũng để mấy khách sạn gì trời, có ai biết trong đây mà người ta thuê khách sạn. Đó, hết đường rồi nè. Đường này nó làm nhiều khi nó cũng ngộ lắm. Đó, đáng lý nó thông luôn đường không, tự nhiên nó để đó nó cắt ngang qua cả. Không hiểu để chi. Sao không để làm đường thông luôn. Mình ra đây là đường số 5. Đèn cửa cao cấp. Cái này là ốp gạch lại. Giờ đi mua ly cà phê ông Bầu nha bà con. Thank you.
bên kia đó là nhà thờ Thánh Phaolô bà con, à, do cha Bụi Sứ Ba thành lập á. Làm ly cà phê sữa anh. Dạ. Ngon. Ông chủ quán cà phê mà ông ngồi trong cái nhà hàng á bà con. Thời buổi giờ không biết có phải là chủ luôn nhà hàng hay không. Thời buổi giờ bà con bác mà tới Sài Gòn rồi, bà con bác cũng cẩn thận. Ra đường thì cũng thấy những người mặc đồ bèo bèo nhèo nhèo, cái bà con bác tưởng họ nghèo nha bà con. Hay là đừng tưởng những người bán cà phê là những người nghèo nha. Thấy mặc đồ vậy chứ giàu ngầm á, chứ không giỡn đâu. Chủ này chủ cả không á. Ở nước ngoài á, không biết có không ha, chứ ở Việt Nam này xin thưa bà con cô bác, ba mẹ gọi nói thật, người dân đặc biệt là người dân ở Sài Gòn hay là ở miền Nam á, xin thưa bà con cô bác, đố mà bà con cô bác biết được họ giàu. Những cái này ba mẹ gọi nói thật đó nha bà con. Có rất nhiều người họ ăn mặc đồ nhìn thấy ghê lắm, lượm thượm lôi thôi lít thít lắm, nhưng mà xin thưa bà con cô bác, trong nhà chứa vàng không đó. Giàu lắm. Mà không phải một mình ba mẹ cậu nói đâu nha, bà con bác có coi những cái bộ phim trên truyền hình luôn á, như là tư ớt rồi hay lúa gì đó. Tư ớt hay lúa, bà con bác mà nghe những cái từ đó bà con bác đừng có coi thường khi dễ họ nha. Nhất là với dân dưới miền Tây á, họ đem tiền ra họ nấu cháo luôn cũng được á, cho đừng có giỡn à. Dân Sài Gòn này đố bà con bác biết được ai mà giàu. Mà thường mà những người giàu á, thôi mà cái này phân tích vô cũng hơi mệt ha. Thì thôi ba mày còn nói vậy thôi, nên anh đừng, trong cái cuộc sống mình ra đời, mình ra ngoài xã hội, tốt nhất đừng khi dễ ai hết á. Nhiều khi mình thấy nó giàu cái mình ao bế nó là đúng, cái mình thấy nó nghèo cái mình coi thường nó, chết à, sai lầm chết à. Rồi giờ ra đây là đường An Dương Vương nè. Hồi xưa đây là con đường rạch cát đi Bà Điểm, nó chỉ là một cái con đường đất nhỏ thôi nha bà con, nó không có rộng bự bằng giống vậy đâu. Thôi ai giàu ai nghèo kệ, ba mẹ cậu chỉ mơ ước một điều là sống đủ thôi. Trên đời này không cần giàu nhưng mà đừng có nghèo. Sống ở xã hội nghèo là một cái tội nha bà con.
Nhớ nhiều người hỏi nghèo sao có tội. Đúng, nghèo là cái tội đó bà con. Cái tội đầu tiên đó là tội nghèo. Ai biểu mày nghèo. Nhưng mà giàu cũng không có sướng gì đâu, ba mày còn nói thật. Không tin bà con có bác cứ hỏi, gặp bà con có bác gặp mấy người nhà giàu á, bà con có bác thử hỏi thử coi giàu có sướng không, họ sẽ trả lời cho bà con có bác nghe. Nhưng mà cái người mà sướng nhất á là tầng lớp trung lưu khá khá đó à, cái tầng lớp đó là tầng lớp sướng nhất á nha bà con. Ba mày gọi nói thật, thoải mái trong tâm hồn. Mà thường cái tầng lớp trung lưu thì họ không có làm chủ cả đâu bà con. Tầng lớp trung lưu là họ chỉ đi làm công ăn lương thôi, mà tùy theo cái ngành nghề mà họ lựa chọn, mà cuối cùng họ là hụt mức trung bình hay là họ khá à, thì cái tầng lớp đó là sướng nhất á. À, đây là đường số 9 nè. Đi làm về xong là thẳng tay gác tay lên trán ngủ, sáng mai đi làm à, mà mình sẽ vận động bằng những cái kiến thức mà mình đã học để mình đi làm à. Về là cái như là dẫn vợ con đi chơi à, mà sướng nhất là như ba Michael nè đó. Xin thưa bà con cô bác, chạy nhong nhong đi chơi ngoài đường này nè, đi làm những cái điều đam mê của mình à, mình thích cái gì mình làm đó, thích gì quay đó, rảnh lúc nào thì đi quay lúc đó à. Rồi à, đi làm vậy thì có YouTube trả tiền cho ba Michael. Thực thì đương nhiên là nó không có nhiều rồi nha bà con. Nghề YouTube này mà ai nói là nghề YouTube này làm giàu là không có nghe. Trừ khi mà bà con có bắt đi vận động từ thiện này nọ thì thôi thì ba mấy con cũng biết. Chứ còn mà đi làm công mà lãnh lương kiểu nó đi mà chạy nhông nhông như ba mấy con thì làm giàu là chắc không có, đã chắc chắn một điều luôn. Ừ, nhưng mà đường cái là không bao giờ đói nha bà con. Ai mà nói làm YouTube đói là ba mấy con cũng tin. Tại vì ba mấy con làm rồi mà. Chắc chắn rằng là tiền ăn nè, tiền xăng nè, chắc chắn là sẽ không bao giờ thiếu à, tại vì có các cô chú anh chị và các bạn trả tiền rồi. Có những tháng á, mà nó thiếu, nó không đủ thì xin thưa bà con bác lại có thêm những cái khoản như là PayPal nè, các bác chuyển tiền ủng hộ. Rồi cũng có những một số bác tham gia làm hội viên á, mỗi tháng gửi cho ba Michael $10 hay $15 gì đó. Ba Michael quên rồi, giờ cái phần mà tham gia hội viên giờ ba Michael cũng không nhớ luôn bao nhiêu tiền luôn á. Đó, thì có những cái khoản đó là đủ sống để cho mình thực hiện được cái đam mê của mình. Còn cái cuộc sống mà ở ngoài xã hội thì vợ chồng con cái này nọ thì cái đó là mình phải đi làm mình kiếm tiền rồi. Còn mình để mình thực hiện được cái niềm đam mê này thì lương YouTube đủ sống nha bà con. Đi quay cho bà con bác xem cái cảnh cuộc sống dân sinh ở Sài Gòn ngày nay. Bên kia là làng nướng Nam Bộ, nhà hàng Nam Bộ chứ. Đó giống như mấy người làm nghề thợ sửa khóa này bà con. Đó, sửa khóa rồi sửa đồng hồ, thấy họ ngồi chơi đó. Nhưng mà ba mẹ còn nghĩ cái cuộc sống của họ chắc cũng đủ sống đó, cho nên họ mới ra đây họ ngồi. Thậm chí bán vàng giả luôn. Ừ. Bên tay trái này xưa là chợ gạo Phú Lâm nè bà con. Ừ. Đây là chợ gạo Phú Lâm. Ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Lâm nè. Ở bên tay phải bà Michael đây hồi xưa là nhà ga Phú Lâm, cái tuyến mà Sài Gòn Mỹ Tho đó. Rồi đây là hồi đó người ta gọi là ngã tư Phú Lâm nè. Thank you.
Bên kia là Nguyễn Văn Luôn, hồi xưa là Thiệu Trị. Rồi bên kia đó là trường Mạc Đĩnh Chi á bà. Cầu này cầu không buông. Hồi xưa cái cầu này người ta gọi là cầu Phú Lâm nè bà, chứ không phải cầu Buôn đâu. Cầu này cầu Phú Lâm. À, cái con rạch ở dưới đây là người ta gọi là rạch ông Buôn. Nắng rồi đó. Con đường này là con đường Hồng Bàng. Hồi xưa con đường này mang tên là con đường Lục Tĩnh. Sau năm 75 thì đổi tên lại là đường Hùng Vương. Và bây giờ nó mang tên là đường Hồng Bàng. Ở đây người ta gọi là Bùng Binh Cây Gõ. Hồi xưa ở đây nó còn có cái công trường Duy Linh nè bà con. Ở đây có tượng đài Lê Lợi nè. Bà con có bác còn nhìn thấy cái góc đường Minh Minh Phụng bên kia không? Hồi xưa đó là có cái bến xe đó bà con. À, bến xe Cây Gõ nằm bên đó đó. Còn trường này là trường Nguyễn Đức Cảnh nè. Trường này hồi đó nó là trường, hình như nó là trường tiểu học đó bà con. Tiểu học Minh Phụng. Căn nhà này là căn nhà cũ cổ còn sót lại nè bà con. Cái này mà đợi thêm cỡ vài chục năm nữa là chắc bảo tồn luôn á. Hồi xưa ơi là xưa luôn mà con, ở đây người ta gọi là làng Long Quế nè bà. Ở đây hồi xưa từng là có cái làng Long Quế ở đây. Bà con bác biết tại sao bà ba mày cầu biết ở đây có cái làng Long Quế không? Mày bảo gì ba mày cầu thấy có cái đình Long Quế. Hồi xưa mỗi một cái làng á bà con là sẽ có một cái đình. À, làng gì thì đình sẽ mang cái tên là làng đó nha bà con. Và cái nơi cái đình đó là cái nơi tập trung ở trung tâm của cái làng đó. Hồi đó mỗi một cái làng nó đều có một cái những cái nét mà nó gắn liền á. Ba mày rồi nhớ đâu đó là như có cái câu gì mà cây đa giếng nước đình làng. À, đó là một cái làng là nó sẽ gồm có những cái đó. À, làng nào cũng phải có cái giếng nước của làng, rồi làng nào cũng có cái đình, à, rồi cái đình thì có cái đa vậy đó.
Phạm Bình Hổ, hồi xưa đây là công si heo. Đây là trường buôn báo ngày mai nè. Đường này đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đường Nguyễn Thị Nhỏ này đó là Dương Công Trừng. Đi. Đây. Hôm nay mình đi qua cái mé chợ Thiếp đi. Cho thuê chung cư lầu 1. Wow. Nguyên cái chung cư mà cho thuê luôn mà con. Ghê ha. Sao mà họ hay kìa ta. Mà mày còn không hiểu sao mà cái chung cư đó mà họ liên hệ với mấy cái chủ nhà, sao mà họ đồng loạt họ cho thuê hay quá ha. Này bà con, cái chung cư này đang cho thuê nè bà con. Cái chung cư là có nhiều người ở lắm mà con, mà không hiểu sao họ liên hệ, sao mà họ đồng loạt họ cho thuê nguyên cái chung cư, hay quá ha. Có thể mở được cái trường học ở đó đó. Đó, bên đây nè bà con, hồi xưa đó là đồn cây mai đó. Đó. Sau lưng mấy dãy nhà này đó là đồn cây mai năm xưa đó. Này là chung cư cây mai nè. Đường này đường Nguyễn Chí Thanh, hồi xưa là Trần Hoàng Quân. Và đây có trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè bà con. Trường này hồi xưa là vợ ba mẹ con học ở trường này. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.